Thầy vừa rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi 2 lớp 9 của tỉnh Hải tại tỉnh Bình Dương năm 2023-2024 đề như sau. Yêu cầu chúng ta là giải thích các hiện tượng sau. Câu A. Trên mặt hồ nước vôi thường xuất hiện lớp váng mỏng màu trắng. Rồi. Thầy nhờ là Nam làm cho thầy câu A nào. Tại sao vậy Nam ơi? Dạ, tại vì COH tác dụng với CO2 kết Đúng rồi, chính xác. tủa. Ở đây nó tạo thành CaCO3 cái tụ màu trắng cộng cho H2O. Tiếp B. Thư. Trong một số loại thuốc trị đau dạ dày chứa muối natri carbohydrocarbonate. Đây là H2O3 em nha, tên cũ. Thư nào? Thư ơi, em biết không Thư ơi? Thế em ơi, bằng nào nào? À, V. Dạ. Cộng gì em ạ? Dạ HCl. Sản phẩm là gì? Dạ NaCl với CO2 và H2O. À, bữa trước thầy có nói bạn cái gì nếu mà mình không dùng thằng này thì dùng cái gì? À, ăn cái gì có thể chữa vì đau dạ dày em ơi. Ăn bánh mì đúng không? Mà cái chất nó là gì ạ? Chất của nó là gì? Na NH4 gì? Một nửa đó ha. NH4 HCO3. Đây là một nửa. Ăn một nửa chúng ta cũng có thể chữa được đau dạ dày. Là do nó tạo ra NH4 Cl cộng CO2 cộng H2O. Ok em. Rồi câu C. Than khi bếp than đang cháy nếu đổ nhiều nước thì bếp than sẽ tắt, còn nếu rắc một ít nước thì than sẽ bùng cháy. À, thư đi. C cộng nước ra gì thư ơi? Khó nhờ thư nữa nha. Rồi, ở đây nó sẽ tạo ra gì mà bản chất là C nó sẽ tác dụng với gì ạ? Với H2O để biến thành CO cộng cho gì? H2. Mình biết rồi. À, cái khí CO này sinh ra là tiếp tục cháy trong oxy không khí để tạo ra CO2 cân bằng 2. Còn H cộng cho O để biến thành H2O. Học thì thầy gọi thì phải trả lời liền chứ gì đâu mà đi đâu mất rồi. Tiếp. D. Không nên dùng dụng cụ bằng nhôm đựng nước vôi trong. Đạt nào? Sản phẩm phương trình là gì đạt ai? Nước vôi trong của chúng ta là nước vôi ta là CaOH2 lần. CaOH. Ra ALOH này. Thôi khỏi đi, không cần nữa. Tiếp. À, Trang, sản phẩm là gì Trang ơi? Mới vừa chỉ ạ. Hôm trước học thì hôm sau quên rồi. Các bạn học, các bạn có ghi bài không vậy? Ở phương trình chúng ta không biết gì chúng ta phải ghi thật kỹ thật rõ. Đó là cách học của tôi. Và sau này cũng vậy, bạn học có gì cũng vậy. Không biết mình phải làm thật kỹ đấy chứ. Nào, bạn nào nào? Trang đâu? Để em cho Ở Nam. CA ALO2 tất cả 2 lần cộng cho gì ta H2O không phải. Cộng H2 chứ, đơn chất mà. Cái cân bằng này thì cũng khá là dễ thôi. Cái cân bằng này, cái cân bằng thì chúng ta nhớ nhôm hóa trị 3, còn hydro hóa trị 1, hydro sẽ hóa trị 2, chúng ta cân bằng cho nhau bằng cách bắt chéo 2 3 2 al 2 al đủ 1 ca 1 ca đủ 6 h. Ở đây nhiêu rồi, đây 2 rồi thì cần 4, đây 2 nhân 2 đủ. Kiểm tra oxy đi. 2 2 cộng 2 4 ốc.
bốn góc độ xong. Được chưa? Chúng ta không đừng bị nó sẽ tác dụng với nước vôi trong trong này, thế thôi, rất đơn giản. Rồi coi kiến gì không ạ? Đây là một câu hỏi dễ, được chưa? Trong quá trình học các bạn phải luôn luôn giữ cho mình một cái phong thái là sẽ trả lời được mọi câu hỏi. Bạn phải mạnh dạn lên thì sau này bạn mới trưởng thành được, còn nếu bạn rụt rè thì sau này bạn khó trưởng thành lắm. Ngày trước thầy cũng là một học sinh nhút nhát em, nhưng mà cho lên bảng nhiều nó trở thành một thói quen luôn, ngày nào cũng lên bảng giống như là thiếu cái gì đó em nha, mà lên bảng rất là nhiều, và kiểu gì mình lên nhiều á thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn, thế thôi, được chưa nhỉ?